vui được gặp lại các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay là những phần tin chính sau đây. Bộ Công an tổ chức trại sáng tác đề tài vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống tại thành phố Đà Lạt. Công an tỉnh tổng duyệt đội hình thi điều lệnh võ thuật và bắn súng tại cụm thi đua số 7 do Bộ Công an tổ chức tại Đắk Lắk. Công an huyện Đức Trọng khởi tố vụ án bắt đối tượng vi phạm quy định quản lý bảo vệ rừng. Cuối chuyên mục là phóng sự, học làm chiến sĩ công an, một mùa hè bổ ích cho các em thiếu nhi. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua tại thành phố Đà Lạt, Cục Công tác Đảng, Công tác Chính trị Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc trại sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ 2 năm 2019. Theo đó, trại sáng tác được diễn ra trong 20 ngày, từ ngày 4 tháng 6 đến hết ngày 23 tháng 6 tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng, tập trung vào các thể loại kịch nói, ca kịch, chèo, cải lương, tuồng với các nội dung ca ngợi truyền thống xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, ca ngợi phẩm chất phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trước đó, trong số 37 đề cương kịch bản tác phẩm của 35 nhà văn, nhà biên kịch trong và ngoài lực lượng công an nhân dân đến từ các tỉnh thành trên toàn quốc gửi về tham dự, Hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn 23 tác giả có kịch bản đạt chất lượng để tham gia trại sáng tác và thâm nhập thực tế tại các địa phương nhằm tạo điều kiện cho các tác giả tìm hiểu về truyền thống, chiến đấu, các sự kiện, mốc lịch sử và trưởng thành của công an các đơn vị địa phương, tham quan một số di tích lịch sử. Qua đó tạo điều kiện để các nhà văn, nhà biên kịch tiếp tục sáng tạo, hoàn thiện kịch bản đạt chất lượng. Kết thúc thời gian mở trại sáng tác, ban tổ chức dành thêm 15 ngày để các tác giả tiếp tục đầu tư hoàn thiện kịch bản của mình. Sau đó, hội đồng nghệ thuật sẽ tiến hành thẩm định chất lượng nội dung và nghệ thuật của từng tác phẩm. Công an tỉnh vừa tổ chức buổi tổng duyệt các nội dung chuẩn bị cho hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật năm 2019 của bảng thi số 7 diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk. Hơn một tháng qua, 65 cán bộ chiến sĩ được trưng tập đã nghiêm túc tập luyện các nội dung về điều lệnh đội ngũ, nghi lễ công an nhân dân, bài võ tổng hợp 44 động tác và bắn súng quân dụng CZ-75. Ngoài ra, nội dung võ thuật tình huống công an nhân dân cũng được các chiến sĩ đầu tư kỹ về kịch bản và tập luyện thuần thục. Kết thúc buổi tổng duyệt, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh đã động viên tinh thần tập luyện hăng say hiệu quả của cán bộ chiến sĩ tham gia hội thi. Đồng thời nhấn mạnh, từng cán bộ chiến sĩ tham gia phải nỗ lực hết mình, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 3 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6, Công an tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho gần 100 đồng chí là cán bộ thuộc các đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an 12 huyện thành phố và lực lượng chuyên trách làm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được lãnh đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh truyền đạt 8 chuyên đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, một số nội dung về thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác điều tra nguyên nhân các vụ cháy nổ, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đặc biệt, các học viên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu về công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cũng như công tác kiểm tra an toàn xử lý vi phạm trong phòng cháy chữa cháy. Việc tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là cần thiết để hoàn thiện và nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Công an thành phố Đà Lạt vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương công an nhân dân năm 2019 cho 113 cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng công an nhân dân.
ghi nhận của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh đối với những đóng góp, nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ chiến sĩ trong suốt niên hạn vừa qua. Các đồng chí được nâng lương, thăng cấp bậc hàm đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành và hứa sẽ không ngừng ra sức học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người công an cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đơn Dương tổ chức đợt tuyên truyền công tác phòng chống mua bán người, luật phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống hoạt động tín dụng đen tại xã Ca Đơn. Nội dung tuyên truyền bao gồm thông tin tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người, tình hình liên quan đến bạo lực gia đình và thực trạng hoạt động tín dụng đen hiện nay ở các địa phương cũng như trên địa bàn huyện. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nêu cao vai trò vị trí của người phụ nữ, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc trong phòng chống tội phạm, phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời vận động cán bộ, hội viên trên địa bàn nêu cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm và là nhân tố tích cực trong phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn cư trú. Công an huyện Di Linh vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Đại lý Honda Tâm Anh tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ năm 2019 và phòng chống tai nạn đuối nước trên địa bàn các xã, thị trấn. Tại các buổi tuyên truyền, các báo cáo viên đã phổ biến tình hình về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn huyện Di Linh nói riêng, các quy định cơ bản của luật giao thông đường bộ, các hành vi vi phạm phổ biến của các phương tiện giao thông, nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra, hậu quả của các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, các báo cáo viên cũng thông tin nhanh về một số vụ đuối nước trẻ em trong thời gian gần đây trong cả nước. Nhắc nhở các phụ huynh chú ý đến việc quản lý, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn trong dịp hè 2019. Cũng trong dịp này, đại lý Honda Tâm Anh Lâm Đồng đã tổ chức tập huấn kỹ năng lái xe an toàn và các trò chơi tìm hiểu luật giao thông. Thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp hè năm 2019. Trong 3 tuần qua, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Đà Lạt phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiến hành phân luồng kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với người điều khiển phương tiện ô tô. Theo đó, đơn vị đã tiến hành kiểm tra hơn 70 lượt tài xế có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn. Qua đó đã lập 9 biên bản vi phạm và xử phạt hành chính hàng chục triệu đồng. Sau khi có hiệu lệnh dừng xe, các tài xế buộc phải di chuyển vào lề bên phải để xác định mức độ vi phạm. Trường hợp nghi vấn có sử dụng chất kích thích, tổ công tác sẽ kiểm tra lần 2 bằng thiết bị chuyên dụng. Những trường hợp vi phạm nồng độ cồn còn vượt ngưỡng cho phép sẽ bị xử phạt hành chính từ 2,5 triệu tới 17 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe từ 4 tới 6 tháng theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát nồng độ cồn, chất kích thích đối với các tài xế tại nhiều cung đường trên địa bàn thành phố. Liên quan đến vụ phá rừng thông tại tiểu khu 367 xã Đà Lan, huyện Đức Trọng, ngày 14 tháng 6, Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Quyền, sinh năm 1991, là nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh. Theo đó, từ khoảng giữa năm 2018 đến nay, Quyền được phân công quản lý bảo vệ rừng tại tiểu khu 367 thuộc rừng phòng hộ xã Đà Loan, huyện Đức Trọng. Ngày 8 tháng 4 năm 2019, Quyền nhận được tin báo tại tiểu khu 367 có khoảng 23 cây thông ba lá bị cưa hạ rải rác trong tiểu khu mình quản lý. Sau đó, Quyền đến hiện trường kiểm tra và lập biên bản, nhưng không báo cáo cho lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh biết để xử lý, mà tự ý đến gặp và đề nghị Đào Duy Thiện, sinh năm 1978, tại xã Đà Loan dọn dẹp số cây thông bị cưa hạ trái phép. Được Quyền đồng ý, Thiện đã thuê người và xe vào tiểu khu 367 để đưa số thông bị cưa hạ trở về nhà, thì cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ. Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Quyền về tội vi phạm quy định về quản lý rừng. Cùng ngày, đối tượng Đào Duy Thiện, sinh năm 1978, cũng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản, nhưng cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Công an thành phố Đà Lạt cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Thanh Sơn, 31 tuổi, quê tại Bạc Liêu, về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 8 tháng 6, anh Nguyễn Duy Phương, 43 tuổi, du khách đến từ Bình Dương, đang đậu xe ô tô ở bãi đậu xe của siêu thị Big C, thành phố Đà Lạt, thì bất ngờ Sơn mở cửa, leo lên xe ngủ. Lúc này, Sơn đang nằm trong tình trạng say xỉn. Gọi mãi nhưng Sơn vẫn không chịu xuống xe. Anh Phương đành chở Sơn đến công an thành phố Đà Lạt để trình báo sự việc. Sau khi nghe anh Phương trình bày, đồng chí Lâm, cán bộ công an thành phố Đà Lạt đang trực tại đơn vị, đến gọi Sơn dậy và yêu cầu ra trình bày sự việc. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, Sơn dùng tay đấm vào mặt đồng chí Lâm. Không chỉ vậy, khi đồng chí Lâm đẩy Sơn ra, Sơn lại chạy vào vọng gác lấy chiếc ghế gỗ rồi tiếp tục rượt đuổi đánh anh Lâm ngay trong sân trụ sở công an thành phố Đà Lạt. Quá trình làm việc tại cơ quan công an, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Đà Lạt tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 18 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với Trịnh Văn Giang, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại xã Giao An, huyện Gia Thủy, tỉnh Nam Định. Theo cáo trạng, vào tối ngày 27 tháng 10 năm 2018, bị cáo Trịnh Văn Giang và anh Phan Thanh Tâm cùng tham dự tiệc sinh nhật ở xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng. Sau khi uống bia trong bữa tiệc, bị cáo Giang điều khiển ô tô lùi từ trong sân của quán ra ngoài đường thì va chạm với xe ô tô của anh Tâm. Sau đó anh Tâm dùng gạch đập vào ô tô anh Giang nên Giang đã điều khiển lùi xe ô tô đâm vào anh Tâm, khiến anh Tâm tử vong. Sau đó bị cáo đến cơ quan công an để đầu thú. Tại phiên tòa, xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo và đã bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Giang 12 năm tù giam về tội danh giết người, buộc phải bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 169 triệu đồng. Thưa các đồng chí và các bạn, mỗi dịp hè đến là dịp để cho các em thiếu nhi được vui chơi thỏa thích trước khi bước vào năm học mới. Chương trình học làm chiến sĩ công an là một mô hình giáo dục nhân cách sống hết sức bổ ích và thú vị, giúp cho các em thiếu nhi đồng có một sân chơi lành mạnh để thể hiện bản thân, để các em được tôi luyện, trưởng thành, và là sự lựa chọn tin cậy của các bậc phụ huynh dành cho con em mình trong dịp hè đến. Chương trình học làm chiến sĩ công an năm 2019 do Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức, thu hút 320 em nhỏ lứa tuổi từ 9 đến 14 tuổi đến từ các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Ngay trong buổi đầu ra quân, tạm xa bố mẹ, xa gia đình trong một tuần, nhưng niềm háo hức, mong đợi một tuần vui chơi đầy bổ ích, lý thú hiện rõ trên gương mặt các em. Chương trình nhằm tạo điều kiện cho các em thiếu nhi được tham gia huấn luyện, kỹ năng trong môi trường lực lượng công an. Những ngày đầu huấn luyện, các em được tập các động tác đội hình, đội ngũ, các bài tập thể dục buổi sáng, trật tự nội vụ, vệ sinh, nội quy, quy chế đơn vị. Dạ, con học được 3 ngày rồi và con làm lên được rất là nhiều bạn. Con học nhiều động tác võ của công an, nhiều cách đứng lên ngồi xuống, qua phải qua trái của công an, và học ở đây rất là vui. Từ các môi trường khác nhau, không hề quen biết, nhưng khi được học tập, rèn luyện, các em lại trở thành một đại gia đình, đoàn kết yêu thương với nhau trong môi trường mới. Chương trình không những giáo dục tinh thần truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân vì nhân dân phục vụ, xây dựng bản lĩnh, lập trường, ý chí cho các bạn trẻ, giúp các em vững tin phát triển và rèn luyện nhân cách thông qua môi trường tập thể, mà còn trang bị cho các em kiến thức phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu khi bị đuối nước, rắn độc cắn. Bên cạnh đó, các em còn được vui chơi, tập nhảy các bài hát dân vũ quốc tế. Dạ, mới đầu vào mẹ kêu là chuẩn bị đồ để đi học thì con thấy rất là vui khi mới, và con rất là hồi hộp để xem phòng của mình và các chú hướng dẫn viên như thế nào. Các chú công an dạy con là dậm chân tại chỗ, đi đều và cho xếp mùng, xếp mà xếp gối cho nó vuông góc.
Không chỉ được học tập rèn luyện các kỹ năng sống, tham gia chương trình, các chiến sĩ nhí sẽ được trải nghiệm, trau dồi những kiến thức về truyền thống, lòng yêu nước và sự chiến đấu hy sinh dũng cảm của các chiến sĩ công an. Tập luyện các tư thế vận động trên chiến trường, được học tập trao đổi về văn hóa học đường, ứng xử trong tình bạn, trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Phổ biến tuyên truyền tìm hiểu về luật giao thông đường bộ, an toàn giao thông học đường. Ngoài ra, các em còn được trang bị kỹ năng sống, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng phòng chống các tệ nạn xã hội và tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện chung sức vì cộng đồng. Chương trình huấn luyện chiến sĩ Công an Nhân dân năm 2019 tuy thời gian ngắn nhưng tạo rất nhiều ý nghĩa cho các em, như là tạo về kỹ năng sống, tính độc lập và tác phong nhanh nhẹn, nâng cao sức khỏe. Về vấn đề rèn luyện thì các em luôn luôn chấp hành tốt, về nội quy cấp chân màn rất là gọn gàng, về học tập thì các em chấp hành trên thao trường thì các em luôn luôn lắng nghe chú ý và thực hành thuần thục những động tác. Mỗi dịp hè trong chương trình chiến sĩ Công an Nhân dân là một ấn tượng tốt cho các em và là một dịp bổ ích trước khi vào chương trình học tập mới. Tuy thời gian không dài, nhưng chắc chắn tạo ra được sự hào hứng, phấn khởi, vui tươi, ghi nhiều dấu ấn kỷ niệm khó quên đối với các chiến sĩ nhỏ. Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định. Chương trình như nhịp cầu nối giúp thay đổi nhận thức hành vi của các em. Sau này, tin tưởng rằng các em sẽ tiếp tục tận dụng, phát huy nhận thức kỹ năng đã học được trong môi trường công an. Có thể khẳng định rằng chương trình học làm chiến sĩ công an là mô hình giáo dục các nội dung huấn luyện đặc biệt, đã giúp các em học sinh được trải nghiệm cuộc sống và trưởng thành hơn để từ đó trở thành những công dân tốt cho xã hội. Đến đây, chuyên mục An ninh Lâm Đồng xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.